Chào mừng các bác quay trở lại kênh Trần Văn Năm, chuyện tác đa quý. Hôm nay Năm sẽ review một chiếc vòng đá sapphire của Nghệ An, nguyên khối, đục phượng và hoa rất là đẹp. Vòng đá sapphire xanh Hero này thì Nam đeo được và dành cho tất cả mọi các mệnh đều đeo được, bởi vì nó là đá quý nên chúng ta sẽ không phân biệt như các đá bán quý bình thường. Vâng, xin mời các bác theo dõi video và xin các bác đăng ký, những bác nào chưa đăng ký xin đăng ký cho Năm, ủng hộ cho Năm một sub và ấn vào chuông để nhận những video mới. Nếu thấy hay thì các bác cho một like để Năm có động lực làm những video tiếp theo. Và mỗi một video thì Năm đều có một cái kiến thức nhỏ nhỏ đi kèm vào đó. Và đây là chiếc vòng nguyên khối bằng sapphire Nghệ An 100% tự nhiên đó. Và thứ hai nữa là được đục thủ công 100%. Tất cả những ý kiến đóng góp thì các bạn có thể nhắn vào Zalo cho Năm hoặc là comment bên dưới video. Xin mời các bác cùng xem video. Sau đây Năm xin giới thiệu với các bác chiếc vòng đá sapphire nguyên khối được đục. Này là phượng hoa rất là đẹp. Và chiếc vòng này được đục bằng thủ công rất là tỉ mỉ. Vòng này thì vừa tay của Nam nữa. Nhưng nguyên khối này các bạn ạ, đá sapphire Nghệ An ạ, xanh Hero. Đó. Chất đá thì rất là đẹp, mà để chế tác một chiếc vòng này cũng rất là nhiều công. Vòng đá sapphire thì phù hợp với mọi tuổi nhá, mọi mệnh, bởi vì đá sắc quý thì chúng ta không phân biệt mệnh. Độ tinh xảo rất là cầu kỳ. Hoa cúc rất là đẹp. Hiện cho sự sung túc, ấm no. Vâng, bác nào muốn đặt những sản phẩm như thế này thì có thể comment vào Zalo hoặc inbox ở bên dưới. Và có nhu cầu về chất đá hay họ giao lưu thì các bác có thể liên hệ với Năm qua Zalo và comment ở bên dưới. Đó, chiếc vòng đá sapphire và cảm ơn các bác đã xem video. Nếu các bác thấy hay thì các bác share, like và ủng hộ cho Năm.